Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn Một chương trình Aerobe NFT à, Đến từ uh, dự án có Tên là Ranked Skull Down Thì các bạn sẽ truy cập vào website của nó Để có thể khai thác được cái thẻ NFT Hoàn toàn miễn phí nhé Chúng ta sẽ chỉ mất một ít uh, BNB Để làm phí uh, Gọi là phí My Sting ra thôi Tức là phí dạng như phí claim ấy Thì các bạn truy cập vào này Các bạn truy cập vào đường link này sau đây các bạn connect uh, Wallet với uh, ví Metamask của bạn và sử dụng mạng Binance Smart Chain nhé các bạn. Thì các bạn connect này. Đấy, thì các bạn kết nối với cái địa chỉ ví của bạn. Đấy các bạn chuyển sang mạng Binance Smart Chain nhé. Thì các bạn sẽ thấy được là uh, Back này tức là cái khai thác cái thẻ NFT của bạn. Thì các bạn ấn vào. OK. Sau khi ấn vào phần My Job Back này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta mất một ít phí BNB để làm phí giao dịch nhé. Thì các bạn cân nhắc cái việc này nhé. Thì các bạn nhấn vào phần xác nhận này. Đấy, thì chúng ta sẽ đợi uh, uh, chúng ta mai ra cái đồng NFT. Thì các bạn có thể ấn vào phần uh, View Your Transaction on Binance Smart Chain. Thì cái này các bạn uh, thể xem được nhé. Đấy, chúng ta sẽ chờ cho nó confirm transaction ở trên blockchain để có thể nhận được cái thẻ NFT này Ngoài ra thì trong cái thời gian này các bạn có thể xem uh, cái trang uh, uh, Twitter của nó Hiện tại đã có 23 con follow Và cái trang Twitter này được follow bởi là sàn MXC nhé các bạn Khả năng cao thì cái dự án này được list ở trên MXC nha Đấy thì các bạn có thể xem thông tin ở đây Đấy Có hợp tác với sàn MXC nhé các bạn Đấy thì cái này ấy, thì chúng ta sẽ xem nào đây cái thông tin này đối tác này cũng như là những cái backer và partner thì có những cái tên tuổi khá là khủng mới c này hot này g 8 venture này đấy thì các bạn có thể xem thông tin ở đây nhá Đấy thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem cái thẻ NFT này Thì cái thẻ NFT này các bạn có thể thấy là đây Là các bạn vừa mai ra cái NFT này Đây các bạn vào đây Có thể là chúng ta sẽ phải add cái contract này vào Ở trên ví Metamask của chúng ta Để các bạn sẽ thấy được cái NFT Hoặc là các bạn vào các bạn copy cái địa chỉ ví này có vị địa chỉ ví của chúng ta. Sau đây các bạn vào đây. Các bạn ấn vào để các bạn lấy được cái thông tin này, thông tin ở đây này. Các bạn vào phần ERC 721 này này thì các bạn sẽ thấy được cái token mà chúng ta vừa mai ra được nó nằm ở đây. Đây nha các bạn. Đấy. Ok, sau khi các bạn đã, đã có được cái thẻ NFT rồi ấy thì các bạn có thể hoàn toàn giao bán được ở trên cái chợ NFT đó là cái uh, dự án này tofunft.com thì bạn kết nối với cái địa chỉ ví của các bạn nhé sau đấy các bạn vào phần my nft thì các bạn sẽ thấy được cái thẻ nft của bạn nằm ở đây cái thẻ nft của bạn sẽ hiển thị ở đây đấy rank cơ này basic gui member này thì các bạn sẽ thấy được cái thẻ nft của bạn ở đây đây nó không hiện hình ảnh nhỉ nó hiện như này nhìn xấu nhỉ đây, nó hiện thị hình ảnh cho các bạn này. Thì các bạn hoàn toàn có thể rao bán ở trên này. Đây các bạn click vào. Đấy. Rất nhiều anh em rao bán ở trên này mức giá, mức giá rất là cao anh em này. 0.2 BNB. <laughs> Đấy thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhá. Đấy thì các bạn có thể đưa ra một mức giá phù hợp với cái uh, mức giá của mình. Thì các bạn có thể làm tạo cái uh, gọi là tạo cái lệnh giao dịch ở trên cái uh, sàn NFT có tên là Topu NFT này nhá. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách để các bạn có thể uh, min ra cái thẻ NFT hoàn toàn miễn phí đến từ cái dự án doanh cơ đao đây là một dự án có vẻ như nó rất là tiềm năng bởi vì nó sắp tới nó sẽ được uh, liệt kê cũng như là clip ở trên sàn MXC đấy và những cái đối tác rất là khủng nhá thì các bạn có thể uh, tham khảo và uh, đưa ra cái quyết định của các bạn khi mà tham gia vào chương trình drop của thằng này nhá những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền nhớ nhá nhớ đăng ký nhấn quả chuông ở phía uh, bên cạnh và comment chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.